Xin chào các bác nha. Em tiếp tục lên sóng một con máy lạnh cửa sổ Corona. Con này có cả ion được không ạ? Cả ion nhé. Mã số 1. Nhiệt độ đang test tại cửa gió 1,9 độ C. Rất lạnh luôn. Cóng tay. Mã số 1 có ion hình thức đẹp. Bên em nhập toàn hàng đẹp thôi, không nhập hàng xấu. Con này em bán là 3,8 triệu, bảo hành 6 tháng, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Biến áp mua riêng là 500.000 các bác nhé, 1.500W. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 trừ mấy vùng biển đảo ra. Đấy. Máy chạy ok, ngon lành, êm ái. Có hệ thống tưới tiêu nước tự động, làm tự tiêu nước luôn. Đây có quạt té nước các bác nhé, làm tiêu nước luôn. Đấy. Nói chung là em quay clip ngắn thôi, cũng không dài dòng làm gì nhiều. Các bác báo giá và hình thức như vậy. Bạn nào lấy cái ba lô cho em nhé, dùng cho phòng khoảng 15m2 đổ lại. 15m2 đổ lại các bác nhé. 8.000 BTU. Chào các bác.